Chào mừng các bạn đến với kênh của tôi. Để thêm sự lựa chọn cho các bạn, hôm nay tôi lại chia sẻ với các bạn một cách nhân giống hoa lan tại nhà. Mời các bạn cùng theo dõi video. Đây là cành lan già, hoa đã tàn. Ta chọn vị trí mắt chưa ra hoa. Đây là vị trí chứa mầm lan. Dùng dao lam cắt khúc cành lan. Tiếp theo, ta tiến hành bôi keo liền sẹo, mục đích để tránh mất nước cho cành lan. Dùng một nửa quả cà chua, cho cà chua và 300ml nước vào máy xay sinh tố, xay nhỏ. Chúng ta lọc lấy nước cà chua. Trong cà chua có rất nhiều vitamin và nhiều kali, canxi, phốt pho. Đồng thời trong cà chua có chứa một số kích thích tố giúp lan đâm chồi. Cho cành lan ngâm trong nước cà chua trong vòng 30 phút. Sau 30 phút, lấy ra để khô ráo. Kẹp cành lan vào que nhọn.
Ta dùng thùng xốp có lỗ thông khí, cắm cành lan vào trong, đậy nắp để nơi thoáng mát, nhiệt độ ổn định. Mục đích để cắm cành lan ở trong thùng xốp là cho nó có bóng tối và nhiệt độ ổn định, giúp kích thích cho lan nảy mầm nhanh hơn. Một tuần sau, mầm lan đã nhú. Dùng hộp nhựa tái chế để ươm lan. Chúng ta cho rêu ẩm vào. Và đặt cành lan vào bên trong hộp. Lưu ý, khi cho cành lan vào, ta cho mầm lan hướng lên phía trên. Sau đó, ta để nơi thoáng mát, giữ ẩm và tránh ánh nắng trực tiếp. Thỉnh thoảng kiểm tra thấy rêu khô, ta tiến hành phun sương, cung cấp độ ẩm. Lúc này rễ đã mọc, cặp lá đầu tiên đã mở. Chúng ta tiến hành trồng vào chậu để cho lan thích nghi dần với môi trường bên ngoài và phát triển. Như vậy, với cách nhân giống tại nhà đơn giản, tôi đã tự nhân giống được một loài hoa lan phi điệp 5 cánh trắng.
Các bạn thấy video hay, hãy chia sẻ, và ai chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để theo dõi video tiếp theo của mình nhé. Tạm biệt tất cả mọi người.